hồn ai nấy giữ, quần ai nấy giữ, không được giữ quần thằng cái bên nha. Shop songdictv.com, nơi bán rất nhiều ạt rẻ, chắc thông tin, uy tín và bảo hành trọn đời. Hey hey, là ai lê hà ô hô lê hô. Hello, xin chào mọi người nha. Xin chào mừng mọi người, chào mừng toàn thể tất cả các bạn nha, đã đến với cái xịt đồ đầy của mình cha. Đi. Và trong clip hợp này chúng ta sẽ cùng nhau chơi vị tướng Yuka, nhưng một ở nhưng chúng ta sẽ ở một cái đẳng cấp, một cái level hoàn toàn khác nha. Bây giờ ra đi top á, chờ nó ra đó phàm lính, sau đó chúng ta chạy ra vừa đánh người vừa đánh lính luôn, nó mà đứng chùm chùm kiểu này nè, thấy không? Vừa ăn người vừa ăn lính luôn, như vậy thì chúng ta mới lên level 2 trước nó được. Không chạy kẹo mình liền nè, thấy không? Đó hả, quẹ đi đâu? Đâu? Nhớ nha, cách mà nó đứng chùm chùm với lính á, mình mà chơi con gấu thì mình phóng ra mình vừa đánh người vừa đánh nó luôn ha. Như vậy thì mình lên level trước nó, mình ngon hơn nó liền các bạn. Thôi. Ôi, ông em nó chạy chắc rồi các bạn ơi. Nó để mình thấy nó ấn hồi máu rồi, với lại nó vô trụ nó lấy luôn cục máu rồi, nó mất hai lần hồi rồi, pha này nó về chắc rồi đó. Rồi dù lấy dơi các bạn ơi, lấy dơi xong mình ra mình đang lính sao ha. Đi, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm Yuka, nhưng mình sẽ lên cái cây món trang bị mới nha, thử xem món trang bị mới kết hợp với Yuka nó có hợp hay không nha các bạn. Từ. À, con bọ. Hello, đi đâu đây? Trời ơi, bỏ lên 4 trước hả? À, nó không, nó có cướp rừng. À, nó đâu cướp rừng mình đâu. Khỉ còn bùa đỏ bùa xanh mà. Từ từ mình nấp đây, mình mang ôm em thôi các bạn. Tiếp tục chiến thuật cũ. Đó mà đứng chùm chùm với lính, mình vừa đánh người vừa đánh lính luôn. Đó, như vậy thì mình mới lên level 4 trước nè. Từ, nấp đây. Địch bất động là ta bất địch đấy. Vô đây, bạn ơi, thấy không, lên 4 trước liền. Trời ơi, quẹ đi đâu nè? Quẹ cái quần hoành, mày hả bưởi? Quẹ đi đâu? Tóc biến cái gì không biết nè. Quẹ với tôi hả? Trời ơi, một like liệt cho quý vị ơi. Qua phút thứ tư rồi, ở tập này thì một bầy lính dư sức phá trụ rồi nha. Không cần nhất thiết mình phải phá làm gì đâu, di chuyển lên đây chặn Omen cho mình. Thôi dồn lính cho lính phá thôi, mình đâu phá làm gì đâu nha. Lên đây chặn Omen, Omen nó về đường đầy chắc luôn kìa. Đây đây đây, trời ơi như là hết map. Mình bị Omen xích lại, có thêm kích đắc nữa. Thôi tôm rồi, ở góc độ này thì Arduin không thể nào di chuyển tới đây và ganh được mình đâu nha. Góc độ này đẩy quá xa, chỉ có Ngộ Không và Laurie là hai người có khả thi nhất thôi nha. Tạm thời mình sẽ cầu kéo. Từ, gì, 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 gì. Trời ơi, hai đứa bay, trời ơi. Ăn khiếp một cung các bạn. Đây, thôi, cho con khỉ nó cướp blue các bạn ơi. Mình không cần cướp blue nha, mình đấu xài mana các bạn. Đó, mình ăn quái đi thôi được rồi. Trời ơi, hai thật đè ăn khiếp chập các bạn. Đây, thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ăn bầy lính này. Và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau biến về và di chuyển nha. Không có còn đi dưới top nữa chứ. Mình không đi xuống top nữa, mình bỏ top luôn rồi đó. Bây giờ nha, thằng top nó làm cái gì? Thằng top nó ăn xong trụ đi rồi nó làm cái gì các bạn? Nó ăn xong trụ nó phải di chuyển, nó đảo lên, nó phụ đồng đội. Chứ bây giờ ăn xong trụ rồi mà còn ôm ở dưới một cục nó làm cái gì các bạn? Đó, trụ top nha. Ăn xong cái là các bạn lợi hơn một bước di chuyển rồi. Di chuyển ra đây phụ đồng đội mình ép ra nè. Đây, gấu OT tóc biến phong cách thách đấu là như đây nè. Đây, từ từ. Con bắt mẹ. Tôi bỏ đi đẹp ơi, trời ơi. Đây, cái pha đó là do các bạn chơi game nhiều quá nên các bạn bị hoa mắt thôi. Pha đó mình làm chuẩn lắm đó, do các bạn chơi game nhiều quá, các bạn hoa mắt, các bạn dịch dập á. Các bạn tu lại thì nó cũng vậy à. Trời ơi, thiệt tình luôn á. Đây, thôi, tranh thủ phá trụ. Ai? Mình thấy nè các bạn, nhìn video bắp mình thấy con bọ đang đẩy lẻ nha. Nó phá trụ bên rồi nè, đang đẩy nè, từ từ đi. Gì đây? Còn đẩy không? À đây, còn đẩy, tôi về tới nơi nè. Qué cái quần phá, qué cái quần phà. Mày hả bưởi, trời ơi, đội phá trụ của tôi hả bạn. Đây, bây giờ nha, chúng ta sẽ cùng vào làm gì ạ? Nhìn video bắp thấy nè, phần bù xanh của con bọ 7, 6, 5. Đang nhìn cùng mình nha. Đó rồi, thấy không? Đó, thấy không? Hễ bụi sạch nó ra phát là minimap nó tự đếm ngược số cho mình biết mình qua đây mình cướp à. Rồi bây giờ di chuyển qua đây mình cướp rừng của con bọ nha. Đây, trước khi cướp rừng mình phải tráng miệng, mình phải khai vị bằng con này cái đã đó. Rồi mới vô món chính là con bùa sao các bạn. Vô đây, trời ơi, ông bé đó, nó gặp mình cái nó rén các bạn thấy không. Chơi làm sao mà để cho nó gặp cái mặt mình, cái là nó phải chạy liền. Chứ chơi làm sao mà để cho nó gặp mình, nó đẻ đập mình không. Ông bọ mới hồi sinh, mà sung dữ vậy bạn. Mới hồi sinh mình chơi vô già cũ tiếp. Trời ơi, bực lắm mấy bạn. Ông nào mới hồi sinh mà tự nhiên vô thêm phát nữa là bực lắm luôn á. Từ từ cha, từ từ. Đây, để quan sát. Nếu như mình dồn hết chiêu vào đây thì xạ thủ bên kia sẽ được chơi game thoải mái đó nha. Không có khỉ thì chắc chắn hoàn toàn không còn ai có khả năng bắt được Slim ngoại trừ mình đâu. Bỏ vôi qua một bên nha. Cáo và thỏ đang đứng chùm một bên nè. Thành viên cuối cùng sẽ là vôi.
thành công. Chúc mọi người tập luyện hiệu quả. Bùa bên khu vực rừng bên kia khi đào ra thì Minibab sẽ chủ động hiện cho chúng ta những con số đếm ngược. Đến lúc đó chúng ta sẽ biết cách di chuyển ở bên rừng bên kia, setup như thế nào cho hợp lý. Khi rơi vào một pha combat tổng và nếu như chúng ta muốn combat tổng thắng lợi thì hãy nhớ ưu tiên dồn chiêu vào chủ lực bên kia, chứ đừng dạ dồn gì mà dồn chiêu vô những con đỡ đòn ở trước mặt nha. Hãy me và quan sát vị trí chủ lực bên kia đang ở đâu. Đừng quên bỏ túi những mẹo này, cũng như đừng quên follow Strongbeat để nhận được những thông báo mới nhất. Thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng vào test thử cái cây kiếm này ha, xem cây kiếm này làm sao. Đây bắt trụ luôn nè, bật cái kiếm lên đó, trâu nè, đó trâu nè, đó thấy không, trâu ghê chưa, rồi mà chết luôn rồi. Thấy nhưng mà các bạn có thể thấy ha, trong một cái khoảng thời gian ngắn là mình trâu cực kỳ, trâu trong cái khoảng thời gian đó luôn, chấp cả trụ bắn nè, chấp thêm 4 ông đứng dồn mình luôn nữa, nhưng mà mình vẫn rất là trâu nha các bạn. Cây kiếm là vậy đó, lên cây kiếm này ở các bạn để làm chi, để các bạn hãy nhớ nha, mua cây kiếm này là nhảy vô đè đập đúng con AD thôi, không có sợ Zone hay là gì đâu á. Nghe thí dụ mà các bạn chơi đấu sĩ sợ Zone đó, các bạn bắt Zone nó sợ Zone nó sấy ngược, các bạn đừng lo, có cây kiếm này ha, phóng vô đè đập Zone phát là con Zone nó sẽ bắn mình rất là yếu luôn, với lại là bật cây kiếm này lên các bạn sẽ trâu nữa. Đấy, nói chung con này thì các bạn sẽ làm giảm đam của cái con mà các bạn chạm vào người đó đầu tiên, nhảy vô nó không phát là nhảy đụng, chỉ cần chạm vào người đúng con đó gây sát thương đúng vô con đó thôi là con đó nó sẽ bị giảm đam nha, nó sẽ bắn các bạn yếu xìu luôn đó. Bật thêm cây kiếm lên là trâu thêm nữa, thấy ngon luôn. Ơi trụ dưới mình bị lính phá rồi. Đây mình sẽ đẩy cánh dưới các bạn ơi, mình sẽ dồn cánh dưới cao cao lên tí xíu nha. Đây mình sẽ dồn cánh dưới cao cao lên tí xíu các bạn, từ từ anh đẹp ơi, anh đẹp đi cách trên đi này, để tôi dồn cách dưới cho, phải chia ra dồn các bạn, chia ra dồn cho bên kia nó phân tán được được. Dồn cách trên nè, slim cách trên nè, bỏ cách trên nè, vừa đánh vừa dịch minibab để chúng ta biết cách chúng ta di chuyển nha. Omen cánh trên luôn, 4 con Lily cánh trên, 5 con cánh trên luôn rồi. Từ từ nha, tôi đẩy lẻ nha, 5 thằng cánh trên rồi nha, bây giờ không về. Hay quá. Ui, team mình giết được 2 rồi kìa, ngon quá, từ từ nha. Đây, anh em cứ combat đi, còn lại để tôi. Thấy là dù combat thua thì cũng win được thôi, mà combat thắng thì cũng win thôi, không có gì lo hết nữa. Được cho nó về, đúng rồi anh em ơi, hay quá, trời ơi. Combat ăn luôn, team mình 4-5 mấy mấy bạn đấy, tại pha này thiếu mình, mà team mình vẫn combat ăn nha. Win, trời ơi, win đây. Đây mà mình cảm ơn các bạn rất nhiều nha, vì hồi đại tới giờ các bạn đã xem clip ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều luôn. Và mình chúc các bạn nha, coi clip mình xong cái là vô game, vô ranh, quẩy thị tướng Yuka, kết hợp 4 trang bị mới này nó ngon lành hơn nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video kìa, bye. Ok, bye bye. Vỗ tay nghe ơi.